Mật mã quan trọng và nhiều người quan tâm chính là tài phú. Mệnh có tiền sẽ có tiền. Mệnh có tiền nếu đời này làm nghề thiện lương, phước sẽ tăng. Mệnh không có tiền, thời vận không có tài tinh, không cách gì để thay đổi ngoài cách tu pháp bố thí. Chào các bạn trở lại. Cải tạo vận mệnh có được không? Thay đổi bên ngoài và thay đổi bên trong như thế nào? Rất nhiều phương tiện để thay đổi bên ngoài, nhưng không nhiều phương tiện thay đổi bên trong. Phong thủy là một phương tiện thay đổi vận mệnh. Có thể thay đổi được bên ngoài, nhưng không thay đổi được phước đức. Phong thủy học không có công năng thần bí, cần phương trình và thông tin cụ thể. Vì vậy được gọi là khoa học phong thủy. Vận mệnh một người thịnh hay suy, được hay mất, được định trong sinh thần bát tự của mỗi người. Vận mệnh một mảnh đất cũng như thế. Phong thủy có công năng thay đổi từ trường một mảnh đất, nhưng cần điều kiện. Những vị đến với Khải Toàn nhờ trợ duyên, từ bình thường đến rất giàu có. Điểm chung những vị ấy là tin vào nhân quả, tin vào thiên địa quỷ thần, tin vào mỗi người đều có số mệnh, nhưng cũng tin rằng có thể thay đổi nghiệp thông qua nhất tâm cải tạo vận mệnh bằng phương pháp lành. Bài này Khải Toàn đề cập đến 9 đề mục sau. Mời chư vị xem thông tin tải bài học và từng chương trong phần mô tả của video. Phong thủy là từ trường. Trường là năng lượng. Người hoặc nơi có năng lượng tốt thu hút năng lượng cùng tần số. Người sinh vào mùa xuân thiếu kim, bàn làm việc nên có tượng gà bằng đồng, học tủ nên có gương soi. Người sinh vào mùa hè thiếu thủy, bàn làm việc nên có chậu nước, màn hình nền nên có hình biển hoặc là chính con cá. Người sinh mùa thu thiếu mộc, bàn làm việc nên có trúc văn xương, đá thạch anh xanh lá. Người sinh mùa đông thiếu hỏa, bàn làm việc nên có tượng ngựa, thạch anh tím. Áp dụng theo phương pháp ngạ mệnh đơn giản như trên, tự mình gia tăng từ trường lành, thêm nhiều may mắn hanh thông. Bí quyết này rất hiệu nghiệm với nhiều vị gia chủ của Khải Toàn. Nơi có năng lượng tốt, từ trường hài hòa, giúp người có cuộc sống an ổn về sức khỏe, gia đạo bình an. Từ đó mới có thể làm ăn kiếm tiền, thăng tiến trong công việc. Phong thủy là từ trường, không phải vạn năng. Cũng như bao phương tiện trên thế gian khác, phong thủy dù tốt đến đâu có thể mang lại may mắn, nhưng không thay đổi được nhân quả. Từ xa xưa đến nay, những bậc thầy phong thủy nổi tiếng, có mấy ai cải được số mệnh tăng tuổi thọ. Những vị thầy có tâm đức luôn khuyên người hành thiện tích phước. Trong bài này, Khải Toàn sẽ nêu vài ví dụ về người và phương tiện cải tạo vận mệnh. Video này kèm tài liệu PDF là bài bổ sung cho 3 nhóm học phong thủy online, không phải bài toàn diện. Phù hợp với những vị đã đăng ký và học qua ít nhất 2 nhóm phong thủy cơ bản và nâng cao, hoặc người có ít kiến thức về phong thủy huyền không phi tinh, nhằm ứng dụng cho phong thủy nhà cho vận chính. Tuy nhiên, Khải Toàn sẽ cố gắng sắp xếp để một người có ít kiến thức về phong thủy địa lý vẫn có thể áp dụng cho ngôi nhà của mình, gia tăng từ trường lành. Phương pháp Khải Toàn chia sẻ thiên về cân bằng từ trường và tu tập theo một pháp môn nhất định. Vận chính là gì? Nếu chư vị hoàn toàn chưa có kiến thức về phong thủy địa lý, Khải Toàn sẽ ví dụ như sao dễ hình dung. Ví dụ, một người có được chức chủ tịch, được đương chức trong 5 năm, hết 5 năm sẽ thoái vị, nhường cho người mới. Thời vận của địa cầu người xưa chia làm 9 vận, tức tam nguyên cửu vận, vận 1 cho đến vận 9. Từ 2024 thì số 8 đã về hưu, số 9 là sau đương lệnh trong 20 năm tiếp theo. Thế giới sẽ có sự chuyển biến lớn trong lúc giao vận. Video này dành cho huyền không phi tinh vận 9, đầy đủ và chi tiết độ hình 34 quẻ, bao gồm 24 sơn và 8 hướng. Nếu tính tuổi hợp hướng sẽ rất chung chung, mỗi hướng có 3 sơn, mỗi sơn khoảng 15 độ, lệch vài độ cho ra quẻ khác nhau, đôi khi nhà cùng hướng không hẳn đã giống nhau.
Bài học có hướng dẫn cách phân khung cho ngôi nhà, trao quẻ và đồ hình chi tiết theo ứng dụng, bài trí hợp với phong thủy huyền không phi tinh cho vận chính. Từ 2024 đến 2043, cử tử hữu bậc chủ quản 20 năm vận chính. Cử tử hành hỏa đại diện cho may mắn và đào hoa. Cử tử đương lệnh, nhất bạch sao tương lai là hai sao cát tinh trong vận chính. Những quẻ nhà có cử tử hoặc nhất bạch tại cửa khí hoặc ở tọa đa phần là quẻ tốt trong vận chính. Cử tử hành hỏa, nơi có cử tử có thể dùng hỏa hoặc mộc. Nhất bạch hành thủy, nơi có nhất bạch có thể dùng thủy hoặc kim. Tuy nhiên, cần xem lại mỗi sao là chủ hay là khách trong phương vị của quẻ để ứng dụng. Sau khi lập vận bàn cho ngôi nhà, phương vị nào xuất hiện cử tử hoặc nhất bạch đều là phương vị tốt, phù hợp cho những phòng quan trọng như làm việc, phòng ngủ hoặc két sắt. Từ năm 2024, năm Giáp Thìn và vận chính, tất cả ai dọn vào ở từ 2024 đến 2043 mặc định sẽ tính theo vận chính. Khi thay đổi chủ nhà vào ở, nhà không phân biệt thuê, mướn hay mượn, vì ta vào ở trên 3 tháng từ trường ngôi nhà đã tác động lớn đến vận khí của chúng ta. Một ngôi nhà vào ở trước năm Giáp Thìn, cụ thể là từ năm 2004 đến năm 2023 sẽ thuộc vận 8. Nếu quẻ nhà vận 8 tốt thì sẽ không sao. Nếu quẻ nhà vận 8 quá kém và có cơ hội thay đổi để đón vận khí tốt hơn, hãy theo những cách sau. 1. Sửa lại ngôi nhà trên 1/3 diện tích. 2. Bỏ trống ngôi nhà 60 ngày không có bất kỳ ai để ở. Với những nhà đã ở từ vận cũ, muốn chuyển sang vận mới, thực hiện một trong hai cách trên thật không dễ dàng. Tuy nhiên, việc gì có lợi cũng có hại. Nếu thấy cái lợi lớn ở lâu dài thì hiện tại thiệt thòi vẫn có thể chấp nhận được. Nhà cũ, vận cũ, quá nhiều đồ đạc không dùng, chất chứa lâu ngày là những lý do thiếu sinh khí, khiến tâm trạng những người ở trong nhà không hứng khởi. Chưa thay đổi được vận của ngôi nhà, hãy thanh tẩy đồ dùng, dọn dẹp, sơn lại, dùng tiền đồng để hóa sát cũng là một phương pháp giúp đón sinh khí mới. Tứ linh hội tụ là thuật ngữ nói về 4 con số ở một phương vị khi lập quẻ. Tứ linh hội tụ tức là 4 tổ hợp sao. Ví dụ 2024, phi tinh của năm là số 7. Đầu tiên ta có sao chủ là sao nằm bên trái, là sao quan trọng nhất. Kế đến sao khách là sao nằm bên phải. Đây là sao sơn bàn, đây là sao hướng bàn. Đây là sao từ vận bàn không nên lưu tâm. Ưu tiên sao chủ, đến sao khách và đến sao mỗi năm. Tương tự như hướng đông nam, sao chủ, tứ lục, sao khách, thất xích. Ví dụ hình dưới đây, 323 đến 325 độ. Sao chủ ta có nhất bạch, sao khách ta có cử tử. Dù sao chủ có quan trọng hơn, nhưng sao đương lệnh là quan trọng nhất. Sao đương lệnh nằm ở hướng tại cửa khí Tây Bắc nên có nước. Những nơi có nhất bạch hoặc cử tử nên có cửa khí, phòng ngủ, phòng đọc sách, phòng khách, tài vị. Sao tốt hoặc sao đương lệnh nằm ở trước thì ở đây nên có núi, không nên có nước. Sao đương lệnh hoặc sao tốt nằm ở sau thì nên có nước, không nên có núi. Nơi nào có nhất bạch và cử tử đó là tài vị. Lý khí có tốt thế nào, loan đầu có vấn đề, không được xem là tốt. Giả dụ ta chọn được một căn nhà ưng ý về hướng, nhà vuông vắn theo kiểu mẫu, quẻ nhà vượng sơn vượng hướng, nhưng đối diện lại là chùa hay miếu, đối diện có kiến trúc hình kỳ quái, hình nhọn, hình tam giác nhiều, thì đó không phải là ngôi nhà tốt. Phong thủy chú trọng đến hình, vì hình có thể sinh ra khí. Loan đầu là trường phái phong thủy phân tích về hình thể, lý khí là bàn đến những yếu tố vô hình, là sự phân tích phương hướng và thời gian vô hình của phong thủy, xem được tốt xấu thêm một khoảng thời gian. Nói cách khác, ví như tâm và thân của chúng ta,
Tu tâm quan trọng, nhưng tướng mạo, lời ăn tiếng nói, trang phục lịch sự là điều không thể thiếu. Tóm lại, học phong thủy lý khí nên học cả loan đầu. Phong thủy loan đầu thực dụng và dễ ứng dụng. Nói về loan đầu thì tứ sơn linh quyết là hình thể loan đầu lý tưởng nhất. Lý tưởng cho một vùng, cho một ngôi nhà, một mảnh đất. Khoa học phong thủy cần có cơ sở cụ thể. Phương trình không thể ước lượng được. Vì vậy, lập vận bàn, sơn bàn, hướng bàn, ta cần có thông tin như tọa độ, hướng nhà, bản vẽ mặt bằng, phân cung nhà, cuối cùng mới có thể áp vận bàn vào. Mời chư vị xem hướng dẫn và tải hình la bàn trong phần thông tin video. Khải Toàn xin hướng dẫn cách phân cung như sau. Các bạn in bản vẽ 2D nhà ra, chia thành 9 ô, kẻ chéo hai góc, ta sẽ có tâm của ngôi nhà, trung cung. Ô ở giữa là ô trung cung. Đây là hai hình minh họa. Sau đó lên website hoặc là phần mô tả video để tải hình la bàn. Sau khi tải hình la bàn, cắt vừa viền xanh và khoét một lỗ ngay giữa. Ví dụ, nhà 323 độ, để ngay tâm ở giữa vào tâm của ngôi nhà. Xoay đến 323 độ, ngay giữa tâm cửa. Đo tọa độ, ta đứng giữa chiều ngang của ngôi nhà, cách nhà khoảng 2-3 bước chân, hướng la bàn hoặc la kinh ra ngoài đường. Trong ví dụ này 323 độ. Sau đó ta đánh dấu 8 hướng. Sau khi đánh dấu 8 hướng, ta kẻ chéo. Các bạn tìm trong tài liệu học đúng quẻ của nhà của mình, an vận bàn vào. Ví dụ, số bên trái là tọa, số bên phải là hướng, số bên trái là chủ, số bên phải là khách. Sau khi an vận bàn xong, ta có quẻ tương tự như vậy. Trong một phạm vi là một cung. Ví dụ Đông Bắc. Trong ba nhóm học phong thủy, nhóm cơ bản và bát tự nâng cao có hướng dẫn chi tiết tra mệnh. Mật mã quan trọng và nhiều người quan tâm chính là tài phú. Mệnh có tiền sẽ có tiền. Mệnh có tiền nếu đời này làm nghề thiện lương, phước sẽ tăng. Mệnh không có tiền, thời vận không có tài tinh, không cách gì để thay đổi ngoài cách tu pháp bố thí. Trong mệnh lý bát tự tứ trụ, tìm ra nhật can sẽ tìm được tài tinh của một mệnh. Sau khi tra lá số, xem lại tứ trụ, xem theo đồ hình sao để tự xem mệnh mình có tài phú hay không. Trong kết quả tra lá số trên web sẽ hiển thị 8 đại vận. Nếu đại vận có tài tinh, giai đoạn đó nhiều cơ hội tài lộc. Ví dụ, ngày sinh Giáp trong mệnh có Kỷ, Mùi, Sửu, Ngọ, tức là có thổ âm. Bài này Khải Toàn chỉ nêu vài ví dụ, chư vị có thể xem lại bài cách tra cung tài trong kênh. Để tìm ra tài tinh của lá số, ta phải có tứ trụ, năm tháng ngày giờ. Trong ví dụ này, nhật can tức là mệnh ngày sinh. Ví dụ người này sinh ngày Giáp hành mộc. Mộc sẽ khắc thổ, thổ là cung tài. Người sinh ngày mộc dương, cung tài sẽ là cung thổ âm. Ngược lại, nếu đây là người sinh ngày ất mộc âm thì cung tài sẽ là thổ dương. Trong ví dụ cụ thể, người này sinh ngày Giáp mộc dương, cung tài sẽ là thổ âm. Thổ âm ta sẽ có Sửu, Kỷ, Mùi, Ngọ. Trong ví dụ thực tế này,
mệnh này có rất là nhiều thổ, thổ âm lẫn thổ dương. Đây là mệnh có tài phú. Thực tế ngoài đời, đây là một người khá giàu có. Cách tính thứ hai, tìm ra mệnh có sao lộc thần. Mệnh này cũng là mệnh có sao lộc thần. Ngày sinh, tức là nhật can ngày giáp, có dần. Dần là lộc thần của mệnh. Lộc thần là một mật mã phát tài. Nhưng quan trọng nhất trong mệnh lý là thời vận. Thời vận từ 30 đến 60, nếu mà xuất hiện chính tài, đây là mệnh giàu có. Trong ví dụ này, thiên tài, chính tài, thiên tài. Mệnh gốc có tài phú, thời vận gặp thêm cung tài, đây là mệnh nhiều cơ hội tài lộc. Mệnh này có sao hoa cái, chủ về thông minh sáng dạ, tài hoa, duyên ăn nói. Có quý nhân, cả đời dễ gặp người giúp đỡ, tai qua nạn khỏi. Nhà Nho nói rằng mệnh là do thiên định, đã do trời hay thần nào ban thì không thể thay đổi. Nhà Phật cho rằng mệnh là do nghiệp, đã do nghiệp thì có thể chuyển nghiệp. Nếu chư vị cho rằng số mình đã được định, số mình do trời ban, chư vị không có nhiều cơ hội thay đổi vận mệnh. Không khác gì tiên sinh viên liễu phàm giai đoạn đầu đời, giai đoạn ông còn chấp vào số mệnh. Nếu tin như thế, tin vào số mình đã được định rồi, hãy một lần đọc sách Liễu Phàm Tứ Huấn. Ngược lại, nếu tin vào phước báo là do nghiệp, nghiệp từ đời trước và tạo tác ở đời này, xin chúc mừng, chư vị đã tự thắp sáng ngọn đuốc thay đổi vận mệnh của mình. Việc tiếp theo là tu sửa ba nghiệp thân miệng ý. Bản thân Khải Toàn có số mệnh kém, cung quan sát yếu, tức không có chức vị, không có danh tiếng. Cung tài lộc hoàn toàn không có chính tài. Mệnh không có chính tài, kiếm tiền khó khăn, nói chi giữ được tiền. Khi quyết tâm cải tạo vận mệnh, giai đoạn đầu nhờ phong thủy giúp thay đổi đôi phần, nhưng tiền bạc không dư dùng. Đến khi học Phật tu pháp bố thí, thí tài, thí tấm lòng, thí lời nói, bố thí sự chấp ngã. Sự chấp ngã của xưa kia giảm dần đi, cuộc sống hoàn toàn thay đổi. Nếu các vị ai đã từng nghe nhiều pháp thoại của Pháp Sư Tịnh Không, Ngài là một minh chứng rõ ràng về tự lập vận mạng cho mình thông qua pháp bố thí. Giỏi như Gia Cát Lượng thời xưa vẫn không thể thay đổi được thọ mạng của mình. Với vị thầy phong thủy nổi tiếng nhất Hồng Kông hồi xưa là Trần Lãng, cũng khuyên người người làm việc lành để tích công lũy đức. Phong thủy là một đôi giày tốt. Không có đôi giày này, ta tìm đôi giày khác. Tuy nhiên, Phật học là ngọn đuốc, là ánh sáng của trí tuệ. Có giày tốt, có ngọn đuốc, tự chính mỗi người dụng công để thay đổi số mệnh. Phong thủy thay đổi được bên ngoài, người tu pháp lành thay đổi được bên trong. Công phu sâu cạn, thay đổi được nhiều hay ít còn do mỗi người. Giả dụ em hỏi chư vị, trong 2 năm nay anh chị làm nghề nghiệp gì? Nghề nghiệp hay sự nghiệp? Đồng nghiệp, tác nghiệp, lập nghiệp. Nghiệp là hành động, thói quen, kết quả, làm lâu sẽ tích lũy nghiệp. Trong 2 năm nay chư vị làm nghề nghiệp gì? Sở thích ra sao? Chư vị sẽ giỏi chuyên môn ấy, có những hội nhóm, người bạn như thế. Một đời chúng ta tích lũy nghiệp gì? Thiện nhiều hay ác nhiều, cận tử nghiệp sẽ kéo ta đi vào con đường đó. Và đời sau, thói quen theo nghiệp tích lũy đời trước, cứ như thế luân hồi trong sáu nẻo. Tu pháp lành theo kinh thập thiện là tự mình chuyển nghiệp, tích công bồi đức cho đời này và cả đời sau. Khải Toàn sẽ hướng dẫn các bước ứng dụng và cho vài ví dụ trong 34 quẻ của Huyền Không Phi Tinh Vận Chính. Trong file bài tập có link tải và hướng dẫn chi tiết của từng quẻ. Nghiên cứu phong thủy hay bất kỳ môn học nào, chư vị nên kiên nhẫn học. Kiên nhẫn, tư duy, áp dụng và tự mình kiểm chứng. Trong mỗi quẻ nhà đều có những hình minh họa. Khải Toàn ví dụ ở đây,
Ví dụ ở đây không nên có nhà vệ sinh. Nên có cửa và không nên có cửa. Nên có phòng ngủ, phòng đọc sách. Nên có phòng khách. Nên có bếp và không nên có bếp. Tương tự năm ngũ hành, ghi chú từng cung. Các bạn xem một hai lần sẽ dễ hiểu. Cái toàn ví dụ 353 đến 355, 4 đến 10 và 19 đến 22 độ. Đây là quẻ Kim nhà hướng Bắc. Sau khi ta an vận bàn vào ngôi nhà, ta đã phân cung. Mỗi một hướng là một cung. Ví dụ hướng Bắc nằm trong phạm vi này. Hướng Bắc, sao chủ là Nhị Hắc. Sao khách là Cửu Tử. Cửu Tử đương lệnh nên ưu tiên Cửu Tử. Cửu Tử nằm ở hướng nên tại đây nên có bếp. Xin lỗi, tại đây nên có nước. Cửu Tử là hỏa nên dùng mộc hoặc hỏa. Tuy nhiên ở đây có Nhị Hắc, không nên dùng nhiều hỏa. Tại phương vị có Cửu Tử và Nhất Bạch nên có cửa khí, phòng ngủ, đọc sách, két sắt tại vị. Cung này cần hỏa và mộc. Cung này kỵ kim. Cung này kỵ hỏa cần kim. Tất cả những nơi có ngũ hoàng và nhị hắc thì luôn kỵ hỏa và cần kim để hóa sát, đồ đồng, sâu tiền. Nơi có Nhất Bạch và Cửu Tử là nơi tốt nhất để đặt bếp trong vận chính. Hai kênh này là đây nên có nước và cả núi. Hòn Non Bộ và nước chảy hoặc là chanh núi non sông nước. Trong tất cả phân cung ngôi nhà, tại Tây Bắc không nên có nhà vệ sinh, ảnh hưởng đến nam gia chủ. Bài có gì sai sót, xin chư vị mở lòng thông cảm. Khải Toàn chúc chư vị tâm thân an lạc.